trận cái bàn mặc dù tình thất bại của anh em ạ. Thì hôm nay top 1 là anh Bún Hến, anh Bún Hến Võ Đàng. Em sẽ review cái đồ của anh Bún Hến Võ Đàng. Thì em vừa mới nhìn lại thì anh ấy đã bình bình một cách, em nghĩ là đây là con Võ Đàng max sở bình của server, mặc năm hành thổ anh em ạ. Vũ khí lôi sát nội công 191, à vũ khí này sinh lực 92 nữa, nội lực 26 thì chắc anh em không phải bàn cái vũ khí này đúng không? Mũ sinh lực 189 gần như mắc ọp rồi, không chê được về cái lượng lượng sinh lực nữa. Cứ đóng sinh lực thôi. Áo phục hồi 40, làm chậm 40, sinh lực 139, nội lực 45, quá đẹp. Sinh lực nội lực đều có mà sinh lực cao, làm chậm 40, phục hồi 40. Dây chuyền không chê được đâu anh em. Hắn tất cả 18, làm chậm 40, nội lực 85, quá kinh điển. 80 làm chậm mà từ cái bảng kháng này với lượng sinh lực này. Bao tay choáng 40, kháng hỏa 20, sinh lực 45, nội lực 49, bình này quá bình rồi. Ngọc bội choáng 40, kháng hỏa 15, sinh lực 111, quá đẹp. Nội lực 23, sinh lực quá đẹp luôn. Nhẫn nào, một cái nhẫn kháng lôi 24, sinh lực 110. Kháng lôi thì chưa được mắc nhưng mà sinh lực như này là quá đẹp rồi. Được tận 110 liền. Một cái đai lưng kháng lôi 29, sinh lực 99. Cũng rất là ok, ngon rồi. Có cái đai kháng lôi 30, sinh lực 188 của anh húp lọt. Đai đó mới kinh điển. Đai đó mà con này mà cầm vào nữa thì kinh điển luôn. Nhẫn nào. Nhẫn sinh lực 140, sinh lực 143, nội lực 111. Sinh lực nội lực cao, kháng độc sức mạnh. Giày, giày tốc 30, sinh lực 137, nội lực 103, chuyển hóa 6. Đồ quá đẹp. 80 làm chậm, 80 làm chậm, 80 làm choáng. Bảng kháng có kháng tất cả 18 này thì anh em biết kháng quá kinh khủng. Hàng đẹp nhờ. 15 kháng hỏa, 35 kháng hỏa. 35 kháng hỏa với 18 là phải 5x kháng hỏa. 24 kháng lôi, 29 kháng lôi. 18 nó cũng phải cỡ 24 29. 24 29 là 50 53 ở đâu? Đúng rồi, 53. 53 với 18 là phải 71. 71 kháng lôi. Phòng thủ vật lý thì có cái này 18% nữa. Phòng thủ lý đẹp. Có 6% chuyển hóa sát thương. Làm chậm làm choáng đủ mốc mà lại cầm theo vũ khí lôi sát nội thì đam lại to nữa. Đam to mà lại làm chậm làm choáng các thứ đủ hết, quá đẹp. Mà đồ toàn sinh lực cao. Con võ đang này thì đúng là không chê được cái điểm nào, con võ đang này quá đẹp. Đồ quá đẹp. Đẹp nhất cái cặp này. Rồi bây giờ vừa mới sắm được cái cặp này lên choáng 80 nó quá đẹp. Choáng 80 mà kháng hỏa tận 35 điểm là ok rồi. Thứ hai món này. Vũ khí đẹp nhỉ? Nhìn ưng nhỉ? Mắc võ lâm mật tịch tẩy thủy kinh nha anh em ạ. Đặc này mắc võ lâm mật tịch tẩy thủy kinh. Quá chất. Quá đẹp. Dây chuyền đẹp nhỉ? Ưng thật đấy. Dây chuyền này là đợt em bói cho anh húp lọt này, đánh ra này. Quá đẹp. Xứng đáng top 1 tống kim. Ok anh em nhé, và đây là anh Bún Hến Võ Đang thuộc biên chế của bang Hoàng Gia, cụm thiên hạ truyền kỳ.com, server đại S3 đại phát nguyên. Cảm ơn tất cả anh em nha.